Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Hiện tại, nhiều quốc gia gần Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar đang phải hứng chịu những đợt mưa lũ rất lớn, đặc biệt các hồ chứa lớn ở Trung Quốc đã bắt đầu xả lũ, trong khi tình hình mưa lớn ở phía nam nước này còn phức tạp và có khả năng kéo dài. Cơ quan phòng chống thiên tai Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo, đồng thời đập Tam Hiệp đang tăng mức xả lũ. Tuy nhiên, lưu vực hạ du của đập Tam Hiệp lúc xả lũ sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Chỉ trong trường hợp xảy ra mưa lớn ở thượng nguồn sông Hồng, sông Mekong hạ lưu ở Việt Nam mới trực tiếp bị ảnh hưởng. Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, xả lũ các hồ ở phía Trung Quốc, nhất là có nhiều hồ chứa phía Trung Quốc, nếu xả lũ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Bộ Nông nghiệp cũng đã lắp đặt thiết bị tự động theo dõi nước về, sẵn sàng các kịch bản khi tình huống bất trắc. Lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng cho biết, hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang tổng hợp tất cả các tình huống có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Một trong những phương án đưa ra là khi mưa lũ vượt tần suất thiết kế, vượt tần suất đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều. Lúc đó sẽ có phương án chống tràn đê, phân lũ ra sao, sơ tán dân ở những vùng phân lũ như thế nào. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp với 16 loại hình thiên tai, 186 trận dông lốc mưa lớn. Trong nửa đầu năm nay, thiên tai đã làm 47 người chết, 130 người bị thương, ước tính thiệt hại về kinh tế gần 3.400 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay cả nước sẽ xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 5-6 cơn đổ bộ vào đất liền. Kinh nghiệm ở Việt Nam cho thấy, sau những đợt hạn nặng sẽ xuất hiện những đợt đại hồng thủy như những trận lũ ngập lụt lịch sử năm 1964, năm 1999 ở miền Trung, năm 1971 ở miền Bắc. Lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng cho biết, hiện cơ quan này đang rà soát kịch bản phương án ứng phó, nhất là hoàn thiện việc xây dựng đội xung kích cấp xã trong năm 2022 trên phạm vi cả nước, đặc biệt ở khu vực vùng núi. Khi xảy ra mưa lũ, sạt lở thường xuyên chia cắt, lúc đó lực lượng ở huyện, tỉnh, trung ương tiếp cận đến thôn, bản rất khó khăn và thường bị trễ. Do vậy, có lực lượng xung kích ở cơ sở sẽ có vai trò hỗ trợ rời đầu cho người dân tại chỗ. Mưa lớn xối xả dồn dập đổ xuống Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc trong những ngày qua với lượng mưa vượt quá 250mm, khiến nhiều đoạn đường bị úng nước, mực nước vượt quá mức cảnh báo ở một số nơi. Theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Trước tình hình hiện tại, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán của Vũ Hán đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cho lũ lụt và thoát nước lên mức cao thứ hai. Những đợt mưa lớn gây ra lũ lụt đã tàn phá một phần rộng lớn của Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số khu vực cấp tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam đã phải tăng mức ứng phó với lũ lụt vì mưa lớn, dự kiến sẽ tiếp tục và mực nước ở các sông hồ địa phương tiếp tục tăng. Từ ngày đầu tháng đến nay, tổng lượng mưa phía đông của miền Tây Trung Quốc, một số nơi ở Trung Du và Hạ Du sông Dương Tử ở mức 100-300mm, trong đó Trùng Khánh, Hồ Bắc, Quý Châu, Chiết Giang lên tới 350-483mm. Giám sát của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy nước này đã có 158 con sông của 16 tỉnh thành có mức nước vượt mức báo động. Hai con sông là Thái Hồ và Dương Tử đã lần lượt ra thông báo về trận lũ số 1 trong năm. Tính đến đầu tháng 7, mưa lũ đã làm hơn 19 triệu người tại 26 tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc bị ảnh hưởng. 121 người chết và mất tích, 17.000 ngôi nhà bị sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 42 tỷ nhân dân tệ, khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Lượng mưa cao bất thường đang gây ngập lụt và hư hỏng nhiều nhà cửa. Ít nhất 106 người đã chết hoặc mất tích, khoảng 16 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Lượng nước đổ về quá nhiều đang đe dọa các hồ chứa của đập thủy điện, trong đó có đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới. Lượng mưa cao bất thường đang gây ngập lụt và hư hỏng nhiều nhà cửa. Ít nhất 106 người đã chết hoặc mất tích. Đợt mưa to đến mức người dân địa phương cho biết là họ chưa từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ qua, khiến các con sông và hồ chứa nước bị tràn bờ. Khi thời tiết xấu không có dấu hiệu dịu bớt dù đã kéo dài hơn một tháng liên tục, các chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lở đất, vỡ hồ chứa nước và đập thủy điện.
Ở Trung Quốc, hầu hết hồ chứa nước nhỏ được xây dựng từ những năm 1960 và 1970 và không đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Mỗi khi có thời tiết cực đoan, chúng rất dễ gặp nguy hiểm. Đến nay, Hồ Bắc là tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng nhất. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, là nơi đầu tiên của Trung Quốc gặp khủng hoảng COVID-19, giờ tiếp tục hứng chịu lũ lụt. Nước bùn đục ngầu cao ngang người cũng gây ngập các tuyến phố và khiến người dân mắc kẹt trong ô tô ở Nghi Sương, một thành phố khác của Hồ Bắc thuộc lưu vực sông Trường Giang, nơi có đập thủy điện Tam Hiệp. Ở Dương Châu, hơn 1.000 khách sạn và nhà nghỉ cùng 5.000 cửa hàng đã bị hư hỏng. Ở Trùng Khánh, chính quyền thành phố cho biết tình hình lũ lụt trên đoạn sông Kỳ Giang, khúc đầu của sông Trường Giang đang ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 1940, khoảng 40.000 người dân đã phải sơ tán. Lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Trường Giang sẽ gây thêm áp lực lên đập Tam Hiệp. Theo quy định về quản lý sông của Trung Quốc, khi dòng chảy vào hồ chứa nước của đập Tam Hiệp đạt tốc độ 50.000 mét khối trên giây và mực nước tăng lên mức đáng báo động thì lũ mới được đánh số. Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang cũng đưa ra cảnh báo khẩn cấp về sự xuất hiện của trận lụt số 1 trên sông Trường Giang năm 2022. Chỉ trong ngày, lượng nước vào hồ chứa nước của đập Tam Hiệp đã đạt tốc độ 47.000 mét khối trên giây và lên 50.000 mét khối trên giây trong đầu giờ chiều hôm đó. Lượng nước này tương đương tốc độ của đợt lụt năm 1998. Khi cảnh báo về trận lụt số 1 được đưa ra, cư dân mạng tiếp tục đồn đoán về khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp vì nó đang phải trải qua bài kiểm tra khó nhất kể từ khi được hoàn thành vào năm 2003. Dù các quan chức Trung Quốc nhiều lần nói rằng nỗi lo con đập vỡ và gây hậu quả thảm khốc chỉ là điều nhảm nhí, nhưng họ không xua được lo ngại khi khu vực này tiếp tục hứng mưa lớn và lở đất, cộng thêm với một trận động đất. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất chỉ có cường độ 3,2 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 8 km nhưng dư luận vẫn lo ngại nguy cơ lở đất đe dọa đập Tam Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ nghiêm trọng những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất hành tinh. Không chỉ có vẻ đồ sộ bên ngoài mà cấu trúc bên trong của đập Tam Hiệp, công trình được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành thứ 2 của Trung Quốc cũng được thiết kế và vận hành vô cùng phức tạp. Đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất thế giới hiện nay. Con đập được xây dựng vào năm 1994 tại Tam Đẩu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và chính thức hoàn thiện vào năm 2012. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông, con đập chống chịu lực sức nước từ sông Dương Tử chủ yếu bằng trọng lượng của thân đập với chiều dài là 2.355 m. Việc xây dựng đập Tam Hiệp tiêu tốn khoảng 28 triệu tấn bê tông và 463.000 tấn thép. Phần thân đập Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2006, đỉnh đập cao 185 m so với mực nước biển. Hình dạng mặt cắt của đập Tam Hiệp là hình thang. Bề dày của thân đập ở trên cùng là 10 m và phần dày của phần đáy là 124 m. Hồ chứa của đập Tam Hiệp có dung tích lên tới 39,3 tỷ mét khối. Con đập bền vững tới nỗi có thể chịu nổi sức công phá của tên lửa, thậm chí là tấn công hạt nhân quy mô nhỏ. Đập Tam Hiệp được thiết kế một khu vực riêng ở bên trong cho các tàu thuyền di chuyển qua. Công trình này là một thang máy 5 tầng sử dụng hệ thống thủy lực để hạ hoặc nâng tàu đi qua. Ước tính có khoảng 130 tàu thuyền đi qua đập Tam Hiệp mỗi ngày. Hệ thống thủy lực nâng tàu của đập Tam Hiệp còn được biết tới với cái tên là The Slip. Công trình này có khả năng giúp một con tàu nặng 3.000 tấn đi qua chỉ trong vòng 10 phút. Tổng công suất lắp đặt của đập Tam Hiệp là 22,5 triệu kWh. Và công suất phát hiện hàng năm của đập có thể đạt tới 100 tỷ kWh. Liên quan đến tình hình mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc và những lo ngại của người dân về nguy cơ có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khẳng định mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc không ảnh hưởng đến Việt Nam. Toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật Bản, không đổ ra Biển Đông. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình thiên tai cực đoan, chiều nay, Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp khẩn để nghe phương án và sẽ xây một kịch bản ứng phó với các đợt mưa đặc biệt lớn như đã xảy ra ở Trung Quốc. Tại cuộc họp, Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc cách Vũ Hán khoảng 70 km, dòng chảy hướng Đông Bắc và trong trường hợp xảy ra sự cố với đập thì nước sẽ đổ về phía Nhật Bản và không có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam. Đợt lụt của Trung Quốc hiện nay mang tính lịch sử cho thấy sự bất thường của thời tiết trên quy mô rộng. Việt Nam chỉ chịu tác động trong trường hợp mưa lũ ở ngay thượng nguồn với các con sông đổ ở Việt Nam như sông Hồng, sông Cửu Long. Dù vậy, diễn biến mưa lũ năm nay được dự báo ở miền Bắc không quá khốc liệt.
chỉ lưu ý trên hệ thống sông suối nhỏ có thể vượt báo động 3. Đảm bảo an toàn hồ chứa và vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là trong các tình huống mưa lũ lớn kéo dài gần một tháng như ở Trung Quốc. Những năm qua, Việt Nam cũng đã từng phải chứng kiến các trận mưa lũ lịch sử và từng uy hiếp các hệ thống công trình quan trọng, và nếu không ứng phó kịp thời sẽ là thảm họa. Tình huống mưa lũ lớn ở Trung Quốc đã được đặt ra để các thành viên ban chỉ đạo cùng chia sẻ và đưa ra các biện pháp để ứng phó cụ thể. Trong đó sẽ xây dựng một kịch bản ứng phó mang tính toàn diện từ bảo vệ hệ thống công trình, hộ đê, sơ tán người dân, công tác cứu hộ cứu nạn, để khi tình huống xảy ra không bị động dẫn đến thiệt hại lớn. Dự báo từ nay đến cuối năm, các tỉnh miền Bắc sẽ đối mặt từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới với lượng mưa xấp xỉ trung bình hàng năm. Do vậy, công tác kiểm tra rà soát các hồ chứa, đặc biệt là 81 hồ thủy lợi xuống cấp và 221 trọng điểm đê điều phải tiến hành khẩn trương để sớm có các giải pháp ứng phó kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.